Thưa quý vị và các bạn, chiến lược giáo dục phát triển nghề nghiệp đã định hướng sự phát triển của hệ thống dạy nghề, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy nghề. Hiện nay thì trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang và sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ trong mọi mặt của đời sống xã hội của toàn nhân loại. Trong bối cảnh đó thì An Giang đã chủ động thực hiện một chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp mới và sự ra đời của trường cao đẳng nghề An Giang là một minh chứng cho chiến lược phát triển quan trọng ấy. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có mặt ở đây để cùng chia sẻ với quý vị và các bạn chủ đề đổi mới đào tạo nghề tại trường cao đẳng nghề An Giang, cụ thể hơn là về ngành cơ điện tử của trường cao đẳng nghề An Giang. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình đào tạo phối hợp theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức giữa trường cao đẳng nghề An Giang với tổ chức hợp tác quốc tế Cộng hòa Liên bang Đức GIS, và qua đó sẽ giúp cho quý vị và các bạn, đặc biệt là quý phụ huynh và các em học sinh, hiểu rõ thêm về những ngành nghề được đào tạo theo tiêu chuẩn Cộng hòa Liên bang Đức ngay tại trường cao đẳng nghề An Giang. Và chương trình tọa đàm ngày hôm nay do trường cao đẳng nghề An Giang, chương trình hợp tác Việt Đức phối hợp với đài phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Và ngay bây giờ thì Minh Nguyên xin giới thiệu đến các vị diễn giả góp mặt trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Thanh Hải, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề An Giang; thầy Nguyễn Đức Tài, trưởng ban công tác chuyển đổi số, giảng viên bộ môn cơ điện tử trường cao đẳng nghề An Giang; ông Nguyễn Phước Duy, phó giám đốc kỹ thuật công ty cổ phần dược phẩm Angiomax Farm; và anh Lê Thành Đông, cựu sinh viên ngành cơ điện tử trường cao đẳng nghề An Giang. Nhân thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn các vị diễn giả đã tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay ạ. Và thưa quý vị và các bạn, chương trình tọa đàm hôm nay của chúng tôi được truyền hình trực tiếp trên kênh Ta TV của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Ngoài ra thì chúng tôi còn truyền hình trực tiếp trên kênh fanpage của trường cao đẳng nghề An Giang. Và quý vị và các bạn có thể comment trực tiếp trên kênh fanpage của chương trình những câu hỏi thắc mắc, hoặc là gửi về gọi điện thoại về trực tiếp qua các số điện thoại 02966555577 hoặc là 02966555588. Ban thư ký chương trình sẽ tổng hợp các câu hỏi của quý vị và các bạn có liên quan đến ngành cơ điện tử gửi về chương trình. Và điều đặc biệt là chúng tôi sẽ dành 5 phần quà cho 5 vị khán giả có câu hỏi hay nhất về ngành cơ điện tử trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng tiến vào nội dung của chương trình tọa đàm đổi mới đào tạo nghề tại trường cao đẳng nghề An Giang qua một phóng sự sau đây. Trường cao đẳng nghề An Giang trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật An Giang và Trường Dạy nghề An Giang theo quyết định số 193 ngày 31 tháng 1 năm 2007 của Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội. Hiện nay, nhà trường có 6 khoa và 6 phòng chuyên môn với 215 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trường tập trung đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong các ngành sản xuất, công nghiệp và dịch vụ. Nguồn nhân lực có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe tốt, có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh An Giang và một phần nhân lực cho các tỉnh lân cận. Trường có thế mạnh với 6 nghề trọng điểm, trong đó 2 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế là cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, 3 nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN là công nghệ ô tô, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, cơ điện tử, 1 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia là quản trị nhà hàng. Riêng ngành cơ điện tử được đào tạo theo chương trình đào tạo của Cộng hòa Liên bang Đức. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm cao. Các nghề xây dựng, cơ khí, may, cơ điện tử, công nghệ ô tô, 100% học sinh, sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp hoặc khởi nghiệp từ sự hỗ trợ của gia đình. Các ngành nghề còn lại có 85-90% học sinh sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp. Với phương châm chọn đúng trường, học đúng nghề, làm đúng đam mê, ngoài các lớp chính quy, trung cấp, cao đẳng, trường còn liên kết với các trường đại học uy tín như Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ và Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, mở các lớp đại học liên thông từ cao đẳng, trung cấp, đại học văn bằng 2, đại học trực tuyến, tạo điều kiện cho học sinh sinh viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học có cơ hội nâng cao trình độ hoặc có thêm văn bằng thứ hai khi đã đi làm, vừa học, vừa làm. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, nâng cao tay nghề chuyên môn, nghiệp vụ với 13 nghề sơ cấp và 56 nghề đào tạo thường xuyên. Đặc biệt,
có các lớp sư phạm dành cho giáo viên tham gia dạy nghề. Trường còn nhận thiết kế chương trình và đào tạo bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân, nhân viên tại các xí nghiệp, doanh nghiệp theo yêu cầu. Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của các bộ ngành liên quan và sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Trường Cao đẳng nghề An Giang hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động có trình độ kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp đến bậc cao đẳng thuộc các ngành nghề trường đảm trách nhằm cung cấp nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu cơ quan, nhà nước, các cơ sở sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu hợp tác và hội nhập quốc tế. Liên kết đào tạo bậc đại học với nhiều ngành, hệ đào tạo, tại chức, từ xa nhằm đáp ứng yêu cầu người học và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Giữ vững chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính tư duy, sáng tạo, năng lực tự học của học sinh. Duy trì nề nếp giáo dục, rèn luyện đạo đức, tác phong. Thực hiện nghiêm kỷ luật học đường, chấp hành tốt các quy định và kỷ cương trong học tập và trong thi cử. Xem trọng khâu rèn luyện kỹ năng, thực hành, hình thành năng lực thực tế sau khi tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu cho xã hội. Xây dựng đội ngũ giáo viên phát triển về số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của trường, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các phương pháp dạy học và thiết bị mới vào bài giảng. Trong chiến lược phát triển, Trường Cao đẳng nghề An Giang đã và đang không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới đạt mục tiêu trường chất lượng cao, mở rộng liên kết đào tạo với các trường có trình độ dạy nghề tiên tiến trong khu vực, chuẩn hóa đầu ra, đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật trong tiến trình hội nhập quốc tế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta đã có một cái nhìn khái quát về các chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng nghề An Giang. Tuy nhiên thì trong năm học 2021-2022 này, chương trình đào tạo và tuyển sinh của Trường Cao đẳng nghề An Giang như thế nào? Thì Minh Nguyên xin mời thầy Nguyễn Thanh Hải, hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang sẽ cùng chia sẻ với quý vị và các bạn. Xin kính chào quý khán giả, quý phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi chương trình đổi mới đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng nghề An Giang đang phát sóng trên đài phát thanh truyền hình An Giang và trang fanpage của Trường Cao đẳng nghề An Giang. Trước khi đi vào câu trả lời của Minh Nguyên, thì nhân cái ngày 20 tháng 11 sắp đến gần, tôi xin phép được chúc quý thầy cô giáo, những người đã và đang làm nghề dạy học luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp trong người. Trở lại chương trình. Với cái câu hỏi của Minh Nguyên thì xin được đó là trao đổi như sau. Qua cái phóng sự vừa rồi thì chắc hẳn quý phụ huynh cũng như các em học sinh đã phần nào hình dung được các cái ngành nghề mà hiện nay Trường Cao đẳng nghề An Giang đang đào tạo. Hiện nay thì có thể nói là trường đang có gần 100 cái chương trình đào tạo từ trình độ sơ cấp, thường xuyên, trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các cái trình độ liên thông lên đại học phù hợp với mọi đối tượng của người học. Trong cái chiến lược phát triển của trường giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 thì trường dự kiến sẽ thành lập cái trung tâm cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch. Đây là một cái trung tâm mà trường sẽ phát triển các cái ngành nghề mới để phù hợp với lại cái định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang của chúng ta. Hiện nay thì nhà trường cũng đang tiếp cận với lại các cái chương trình đào tạo của các cái nước đang phát triển. Đặc biệt là chúng tôi đang tiếp cận với lại cái chương trình đào tạo của Cộng hòa Liên bang Đức. Và trong năm học 2021-2022 này thì nhà trường đã đưa vào giảng dạy cái chương trình nghề cơ điện tử theo tiêu chuẩn của Đức. Và trong năm học 2022-2023 thì nhà trường đó là dự kiến sẽ tiếp tục triển khai cái chương trình nghề cơ khí xây dựng theo cái tiêu chuẩn của Đức. Về cái phương thức đào tạo thì có thể nói là rất là linh hoạt và đa dạng. Đối với lại các cái chương trình đào tạo sơ cấp và thường xuyên thì nhà trường sẽ tuyển sinh liên tục các cái khóa trong năm học. Còn đối với lại cái chương trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng thì nhà trường sẽ tuyển sinh hàng năm vào làm nhiều đợt trong năm, từ tháng 6 cho đến là tháng 10.
Và các học sinh mà có cái nhu cầu học các cái ngành nghề do trường đào tạo thì có thể là đăng ký trực tuyến trên cái trang web của trường hoặc là đăng ký trực tiếp tại trường cao đẳng nghề An Giang. Vâng, xin cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Hải về những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện chủ trương đổi mới đào tạo nghề thì hiện nay trường cao đẳng nghề An Giang đã thực hiện chương trình giáo dục đào tạo phối hợp. Vậy thì nội dung của chương trình này như thế nào? Chúng tôi xin mời thầy Nguyễn Đức Tài, trưởng ban công tác chuyển đổi số, giảng viên bộ môn cơ điện tử trường cao đẳng nghề An Giang sẽ chia sẻ cùng quý khán giả. Xin mời thầy ạ. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì trường cao đẳng nghề An Giang đã phối hợp với chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam GEZ đã thực hiện xây dựng các cái chương trình đào tạo theo cái phương thức là đào tạo kép. Và đối với đào tạo kép hay gọi là đào tạo phối hợp thì theo quan điểm của người Đức, tức là chúng ta sẽ học kết hợp giữa doanh nghiệp và nhà trường, tức là chúng ta sẽ có những cái thời gian chúng ta sẽ học tại trường với những kiến thức thực hành cơ bản. Sau đó thì chúng ta lại đi xuống doanh nghiệp để chúng ta là tiếp cận với các công nghệ và cũng như là những cái thiết bị ở dưới doanh nghiệp để chúng ta có thể là khi mà học sinh ra trường thì chúng ta có thể tiếp cận được công việc ngay. Thì theo quan điểm người Đức như vậy. Chính vì vậy là trường cao đẳng nghề An Giang đã phối hợp với tổ chức GEZ đã thực hiện cái chương trình mà đào tạo, và trước hết là cái chương trình đào tạo cơ điện tử theo cái tiêu chuẩn của Đức. Tức là bình thường đối với nhà trường thì chúng ta sẽ có từ 80 đến 85 thời lượng thực hành trong cái chương trình đào tạo. Và như vậy thì khi chúng ta thực hành như vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta thực hành tại trường thì chúng ta sẽ được thực hành tại doanh nghiệp và được hướng dẫn bởi các cái chuyên gia của cái doanh nghiệp để thực hiện. Đó, và chính vì vậy là nhà trường cũng đã phối hợp với cái chương trình và xây dựng, và bên cạnh đó thì các chuyên gia này cũng được đào tạo bài bản các phương pháp sư phạm để có thể thực hiện một cách tốt nhất. Vâng, thưa thầy, như thầy vừa chia sẻ thì hiện nay trường cao đẳng nghề An Giang chúng ta đang thực hiện một cái chương trình đào tạo nghề theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức, đó chính là nghề cơ điện tử. Như vậy thì không biết là thầy có thể chia sẻ thêm về cái chương trình đào tạo cũng như là cơ hội việc làm sau khi mình tốt nghiệp không ạ? Cảm ơn Minh Thư, thì Minh Nguyên, thì nhà trường thì đã xây dựng phối hợp với tổ chức GEZ để thực hiện cái chương trình đào tạo cơ điện tử theo tiêu chuẩn của Đức. Và đặc biệt là từ năm học 2021-2022 thì bắt đầu là tuyển sinh khóa mới và bắt đầu là theo học chương trình này. Và cái chương trình này GEZ đã trong nhiều năm vừa qua thì GEZ đã phối hợp là xây dựng cái chương trình và xây dựng các cái mô đun môn học phù hợp với các cái điều kiện ở Việt Nam, rồi đào tạo giảng viên và nhiều giảng viên trong cái tổ bộ môn của chúng tôi hoặc là những giảng viên khác liên quan đến cái chương trình này đã được đào tạo trong và ngoài nước, và thậm chí có những người đã đi qua tới bên Đức để được đào tạo. Mà chúng tôi được đào tạo không những là chỉ là về trình độ chuyên môn mà còn kể cả nghiệp vụ sư phạm. Thì chúng ta biết rằng là đối với các cái cách thức truyền tải của người Đức thì nó sẽ khác với người Việt Nam, và họ sẽ huấn luyện và đào tạo cho mình kể cả các phương pháp sư phạm. GEZ cũng đã hỗ trợ cho chúng tôi là xây dựng một cái xưởng thực hành 3 cấp độ theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức. Và xưởng thực hành này sẽ có các cái trang thiết bị hiện đại và cũng như đã được sắp xếp theo các cái tiêu chuẩn của châu Âu. Và chính vậy là rất là phù hợp cho học sinh vừa thực hành và vừa rèn luyện. Bên cạnh đó thì chương trình giống như nãy Đức Tài có chia sẻ thì chúng ta đang thực hiện theo chương trình đào tạo kép. Tức là chúng ta vừa đào tạo tại nhà trường và được đào tạo doanh nghiệp. Thì GEZ cũng hỗ trợ là huấn luyện các cái chuyên gia. Các quý vị khán giả biết rằng là khi mà chúng ta ở dưới doanh nghiệp ấy, thì chúng ta sẽ tiếp cận được nhiều công nghệ hơn. Nhưng mà cán bộ chuyên gia dưới doanh nghiệp thì kỹ năng sư phạm thì nó cũng có một số hạn chế. Thì nhưng mà GEZ đã huấn luyện và đào tạo, hỗ trợ tập huấn cho các chuyên gia này các kỹ năng sư phạm để cho khi mà các học sinh sinh viên của nhà trường xuống doanh nghiệp để học tập thì chúng ta sẽ được là truyền đạt kiến thức một cách là tốt nhất, chứ không phải là chúng ta như các bình thường là chúng ta chỉ đi thực tập doanh nghiệp, còn này là chúng ta đi thực tập luôn, được đào tạo huấn luyện một cách bài bản. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Nguyễn Đức Tài. Và thưa quý vị, qua những chia sẻ của thầy thì chúng ta có thể tìm hiểu rất kỹ về cái cơ hội làm việc của sinh viên ngành cơ điện tử sau khi tốt nghiệp ở trường cao đẳng nghề An Giang, thì trong đó có sự tham gia của các doanh nghiệp cũng như là các đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn lao động này. Được biết thì công ty cổ phần dược phẩm Archimedes Farm cũng là doanh nghiệp đã lựa chọn rất nhiều sinh viên của ngành cơ điện tử tham gia vào công ty của mình sản xuất. Vậy thì vâng, thưa ông Nguyễn Đức Duy, phó giám đốc kỹ thuật công ty cổ phần dược phẩm Archimedes Farm, ông đánh giá như thế nào về chương trình đào tạo ngành cơ điện tử của trường cao đẳng nghề An Giang ạ? Xin cảm ơn bạn MC. Xin chào quý khán thính giả đang xem chương trình. Thì qua hơn một năm cùng hợp tác cái chương trình đào tạo kép
với trường Cao đẳng Nghề An Giang thì bản thân tôi có đánh giá có một số những cái lợi ích cơ bản sau đây. Thứ nhất là về phía các trung tâm đào tạo nghề, chúng ta tận dụng được cái nguồn nhân lực và máy móc thiết bị sẵn có ở doanh nghiệp để phục vụ cái công tác đào tạo. Cái điều này đó là mình cũng góp một phần giảm cái ngân sách đầu tư cho đào tạo nghề. Về phía các em học sinh đó, thì các em sẽ được tiếp cận cái môi trường làm việc ở doanh nghiệp rất là sớm. Các bạn được các cái anh kỹ sư, những chuyên gia tại doanh nghiệp trực tiếp đào tạo huấn luyện về những kỹ năng như là kỹ năng an toàn lao động. Các bạn được vận hành những cái hệ thống tự động hóa tại doanh nghiệp và nhiều cái kỹ năng thực tế tại doanh nghiệp. Còn về phía doanh nghiệp chúng tôi đó, thì chúng tôi sau khi tham gia cái chương trình này thì chúng tôi nhận được cái nguồn lao động rất là chất lượng. Bên cạnh đó là chúng tôi không phải tốn những cái chi phí như là chi phí tuyển dụng lao động, chi phí đào tạo về nhân viên mới nè. Rồi thông qua cái việc đào tạo kép này thì chúng ta cũng góp phần nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực và góp phần phát triển kinh tế ở địa phương. Vâng, thưa ông Nguyễn Phước Duy, được biết là trong thời gian qua thì công ty cổ phần dược phẩm Agimex Farm của mình đã có thời gian hợp tác cùng với trường Cao đẳng Nghề An Giang. Vậy thì không biết là ông đánh giá như thế nào về việc hợp tác này và hiệu quả của quá trình hợp tác này như thế nào thưa ông? Xin chào MC, xin chào quý khán giả đang xem chương trình. Thì trong năm học 2020-2021 vừa qua, với vai trò là thành viên hội đồng tư vấn nghề cơ điện tử của trường Cao đẳng Nghề An Giang, thì công ty cổ phần dược phẩm Agimex Farm chúng tôi luôn đi đầu trong việc tiếp nhận sinh viên đến học tập và thực hành thực tế tại doanh nghiệp. Khi đến doanh nghiệp thì các em sẽ được cán bộ tại doanh nghiệp trực tiếp dạy và hướng dẫn trên những cái dây chuyền máy móc hiện đại tại công ty. Mặt khác, cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp của chúng tôi, như thầy Đức Tài có chia sẻ đó, là được tổ chức hợp tác quốc tế Việt Đức GIZ là đưa đi tập huấn những cái lớp đào tạo chuyên sâu về những cái kỹ năng giảng dạy cho những em sinh viên. Đơn cử như là mà gần đây nhất là bản thân tôi cùng với những thầy của trường Cao đẳng Nghề An Giang có tham gia một cái hội thảo về đổi mới phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam được tổ chức tại Ninh Thuận. Thì qua cái chương trình này thì phía doanh nghiệp của chúng tôi cũng đưa ra rất là nhiều những ý kiến để góp phần mà nâng cao cái chất lượng đào tạo tại doanh nghiệp. Ngay từ đầu những cái năm học năm nay thì về phía doanh nghiệp sẽ kết hợp với nhà trường để góp phần xây dựng cái chương trình đào tạo mới để áp dụng trong năm nay theo cái tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức. Thì trong cái quá trình đào tạo thì về phía nhà trường sẽ các giảng viên sẽ đảm nhận cái công việc là giảng dạy lý thuyết và cái phần thực hành tại nhà trường. Còn về thực tế thì các em sẽ đến doanh nghiệp, chủ yếu là các em sẽ được thực hành trên cái dây chuyền thực tế tại doanh nghiệp. Thì sau khi kết thúc khóa học thì phía doanh nghiệp với nhà trường sẽ cùng ngồi lại đánh giá cái kết quả học của các em và cùng nhau đánh giá cái các em sau khi tốt nghiệp. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Phước Duy. Thưa quý vị và các bạn, như Minh Nguyên đã giới thiệu ngay từ đầu thì trong buổi tọa đàm ngày hôm nay có sự góp mặt của anh Lê Thành Đông. Anh là cựu sinh viên của ngành cơ điện tử của trường Cao đẳng Nghề An Giang. Vâng, xin chào anh Đông ạ. Xin anh hãy cho chia sẻ với chương trình tọa đàm ngày hôm nay là không biết là hiện nay công việc của anh là gì ạ? Thì trước tiên là xin chào quý vị khán giả đang xem đài. Như MC Minh Nguyên đã giới thiệu thì tôi đã hoàn thành chương trình học của ngành cơ điện tử. Và cụ thể là ngành cơ điện tử có chương trình đào tạo kép liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp. Thì trong quá trình học tập rèn luyện tại trường, tôi thì được vừa học kỹ thuật trên cơ sở của nhà trường và được thực hành ngay tại doanh nghiệp. Và rất may mắn là khi sau khi tốt nghiệp, tôi được quý doanh nghiệp tuyển dụng ngay. Hiện tại công việc của tôi là đang làm nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần dược phẩm Agimex Farm. Thì tôi rất trân trọng với công việc hiện tại của mình vì nó đúng với chuyên ngành của mình học và đúng với mục tiêu của mình đề ra khi học ngành cơ điện tử.
Và nhân đây thì anh có thể chia sẻ là với một công việc ổn định như hiện nay thì không biết là lý do gì anh đã chọn ngành cơ điện tử và vì sao anh biết đến ngành này thưa anh? Xin cảm ơn câu hỏi rất hay từ bạn MC ạ. Thì trong mỗi chúng ta, mỗi người đều có một cái thế mạnh riêng biệt của mình và nhiều lý do khác nhau. Còn đối với tôi, thứ nhất là khi lựa chọn học ngành cơ điện tử, tôi đã tìm hiểu rất nhiều ngành nghề. Với cái niềm đam mê kỹ thuật và sáng tạo của mình thì tôi cảm thấy ngành cơ điện tử rất phù hợp với bản thân của mình. Thứ hai là cơ điện tử là một ngành nghề tiên phong trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Khi mà nhiều thiết bị máy móc hiện nay chúng ta đang sử dụng đều là sản phẩm của ngành này. Vì thế là chắc chắn cơ hội nghề nghiệp sẽ rất là cao. Thứ ba, tôi nhận thấy con đường đại học khá là dài vì hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Nên là tôi không thể theo đuổi con đường đại học được. Nên tôi đã quyết định lựa chọn học cao đẳng để rút ngắn thời gian đào tạo và đi làm sớm nhất để có công việc phụ giúp gia đình. Và sau khi tham gia buổi tư vấn tuyển sinh tại trường cao đẳng nghề An Giang, tôi được biết đến ngành cơ điện tử có chương trình đào tạo kép là vừa được học tại trường và vừa đi làm tại doanh nghiệp. Tôi cảm thấy ngành rất là phù hợp với hoàn cảnh của gia đình nên quyết định theo học ngành cơ điện tử tại trường. Dạ, em xin cảm ơn anh Lê Thành Đông về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin thì trước khi chương trình diễn ra thì chương trình đã nhận được khá nhiều câu hỏi của quý khán giả gửi về cho chương trình để đặt câu hỏi cho các vị diễn giả ngày hôm nay xoay quanh với chủ đề là đổi mới đào tạo nghề tại trường cao đẳng nghề An Giang và đặc biệt đó chính là ngành cơ điện tử. Và ngay sau đây thì Minh Nguyên xin được gửi các câu hỏi từ các vị khán giả đến các quý diễn giả ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là câu hỏi của em Nguyễn Thị Mộng Thu ở huyện Châu Phú. Em hỏi như sau: em thấy ngành cơ điện tử thường dành cho các bạn nam, em là nữ thì học có được hay không? Và khi học xong thì có được trường tạo điều kiện giới thiệu việc làm hay không? Vì sau khi tìm hiểu ngành cơ điện tử thì em thấy rất thích, nhưng mà cũng ngại vì là nữ sẽ bất tiện, không biết là ngành này có đòi hỏi thể lực nhiều hay không? Và câu hỏi này thì Minh Nguyên xin mời thầy Nguyễn Thanh Hải sẽ trả lời cho bạn ạ. Xin cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của bạn Mộng Thu ở Châu Phú. Thì đối với câu hỏi của Mộng Thu thì tôi xin được chia sẻ như sau. Trước tiên phải nói rằng là cái thiên kiến về việc nữ không theo học cái ngành kỹ thuật đó, thì theo quan điểm cá nhân tôi đó, nó xuất phát từ hai quan điểm. Cái quan điểm thứ nhất đó, đó là cái định kiến của chế độ phong kiến về giới. Thứ hai đó là cái thực tại của cái công cuộc cơ khí hóa thì cho thấy rằng là cái lĩnh vực kỹ thuật là một cái lĩnh vực nặng nhọc. Và đòi hỏi là phải có sức khỏe, nó có thể không phù hợp với lại nữ. Tuy nhiên thì kể từ cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 và hiện nay thì chúng ta đang trong cái giai đoạn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên số, xã hội số và kinh tế số. Do vậy mà cái đòi hỏi đó là hiện nay đó là đối với chúng ta đó là cái việc mà đòi hỏi cần phải là sử dụng cái tư duy là nhiều hơn là cơ bắp. Do vậy mà cái quan niệm cho rằng là cái việc học đó là nữ không được đó là học không học được cái ngành kỹ thuật đó, tôi cho rằng là nó không còn là phù hợp. Và cái điều đó có thể minh chứng rằng là chúng ta thấy rằng trong cái thực tế hiện nay thì có rất nhiều kỹ sư là nữ mà rất là thành đạt. Ví dụ như ở Việt Nam của chúng ta thì có thể thấy rằng là có chị Nguyễn Thị Hồng hiện nay đang là kỹ sư của phòng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạn Honfor Việt Nam. Hay là chị Lê Duy Loan thì lấy bằng kỹ sư ở đại học đó là Texas A&M và đã có 24 cái bằng sáng chế, trong đó thì là có 4 cái bằng sáng chế tiên phong. Thì đây chỉ là hai trong số rất nhiều kỹ sư mà đã thành công trong cái lĩnh vực đó là kỹ thuật. Và đối với lại là nữ thì tôi thấy rằng là cái việc đó là học cái ngành kỹ thuật, đặc biệt là cái nghề cơ điện tử ở tại trường cao đẳng nghề An Giang, thì như qua cái chia sẻ của thầy Đức Tài và cũng như là chỗ bên đó là công ty đó là cổ phần dược đó là An Giang, thì cho thấy rằng là cái cơ hội mà việc làm
đối với lại các cái sinh viên sau khi học cái ngành này thì rất là cao. Do vậy mà là tôi thấy rằng là cái việc mà nữ là theo học các cái ngành kỹ thuật nói chung và cái nghề cơ điện tử nói riêng thì nó cũng hiện nay là nó cũng rất là phù hợp đối với lại là các bạn. Và tại trường cao đẳng nghề An Giang thì cái ngành cơ điện tử, học ngành cơ điện tử thì các bạn là sẽ được tiếp cận với lại cái chương trình của theo cái tiêu chuẩn của Đức. Và khi học ở cái ngành này, nếu là các bạn là nữ thì ngoài cái việc đó là được chuẩn bị các cái kiến thức thì các bạn còn được đó là hỗ trợ về cái học bổng. Thì nếu là sinh viên học đó là cái chương trình cơ điện tử theo tiêu chuẩn của Đức ở trình độ cao đẳng thì các bạn còn được hỗ trợ là 24 triệu trên một cái khóa đào tạo. Thì một cái điểm mà chúng tôi thấy nữa đó là các cái bạn nữ mà học ngành kỹ thuật thì rất là mạnh mẽ và cá tính. Do vậy mà chỉ cần có đủ đam mê thì chắc chắn là bạn sẽ làm được cái điều mà mình mong muốn. Chúc bạn Mông Thu sẽ tự tin và thành công đeo đuổi cái đam mê của mình. Vâng, xin cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Hải. Và Minh Nguyên tin chắc rằng là với những chia sẻ của thầy Nguyễn Thanh Hải vừa rồi thì không chỉ là bạn Mộng Thu mà rất nhiều bạn học sinh nữ có niềm đam mê về ngành cơ điện tử cũng sẽ cảm thấy mạnh dạn hơn để theo đuổi ước mơ của mình. Và chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo, là câu hỏi của em Trần Quốc Khánh ở huyện Thoại Sơn. Em hỏi, đối với sinh viên học ngành cơ điện tử thì cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp có nhiều không? Và sau khi tham gia thực tập thì cơ hội được làm việc tại các doanh nghiệp như thế nào? Thì câu hỏi này xin mời ông Nguyễn Phước Duy, Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimax Farm sẽ trả lời cho bạn ạ. Xin chào bạn Trần Quốc Khánh. Xin chào quý khán giả xem đài. Câu hỏi của bạn có hai ý. Thứ nhất là khi học cái ngành cơ điện tử thì cái thời gian thực tập tại doanh nghiệp của bạn có nhiều không? Thì báo cáo với bạn là trong cái mô hình đào tạo kép á, cái người học sẽ được thực hành ở doanh nghiệp khoảng 60% cái thời gian học, tức là rất là nhiều. Nên bạn hoàn toàn yên tâm. Thì khi đến với doanh nghiệp á, các bạn sẽ được trực tiếp những cái kỹ sư, những cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp mà hướng dẫn cho các bạn từ việc về vệ sinh an toàn lao động, về cách bố trí máy móc thiết bị ở nhà xưởng, về giao tiếp trong công việc, vân vân, và về kỹ năng mềm. Thì cái lợi thế này đó là khi các bạn ra trường á, thì các bạn như là một người đã có kinh nghiệm làm việc ở doanh nghiệp, nên các bạn yên tâm là cơ hội việc làm của các bạn sẽ rất là cao. Còn cái ý thứ hai đó là về cái cơ hội làm việc tại doanh nghiệp như thế nào. Thì sau khi tốt nghiệp, những bạn mà có tay nghề phù hợp mà sẽ được công ty ký kết hợp đồng lao động. Đặc biệt có những bạn giỏi còn được ký kết hợp đồng lao động trước khi các bạn học xong. Trong thời gian học, các bạn còn được hỗ trợ về suất ăn và tiền lương tùy theo cái mức độ lao động của các bạn. Sau khi tốt nghiệp, các bạn đã có tay nghề thì các bạn có thể tự tin, các bạn có thể làm việc ở những nhà máy, những trung tâm thương mại, những cái công ty dịch vụ kỹ thuật. Thân chào bạn. Dân xin cảm ơn ông Nguyễn Phước Duy. Với những chia sẻ của ông Nguyễn Phước Duy vừa rồi thì Minh Nguyên tin chắc rằng không chỉ riêng bạn Quốc Khánh mà các bạn sinh viên đang theo học ngành cơ điện tử sẽ cảm thấy yên tâm phần nào về cơ hội việc làm sau khi ra trường. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo, đến từ em Nguyễn Huy Hoàng ở huyện Phú Tân. Em hỏi, hiện nay em đang học lớp 11, cũng rất thích ngành cơ điện tử, không biết để được theo học ngành này thì bản thân sẽ phải chuẩn bị như thế nào, có cần phải chuẩn bị những kỹ năng gì không? Xin nhận được sự chia sẻ từ các bạn cựu sinh viên của trường. Và chắc chắn thì câu hỏi này chúng tôi xin mời anh Lê Thành Đông, cựu sinh viên ngành cơ điện tử sẽ giải đáp cho bạn ạ. Thì xin chào bạn Huy Hoàng, rất vui vì bạn có niềm đam mê và tìm hiểu về ngành cơ điện tử giống mình. Thì theo mình á, thì bản thân của bạn không cần chuẩn bị quá nhiều kỹ năng đâu. Tại vì á, thời đại công nghiệp hiện đại, để đảm bảo công việc sau khi tốt nghiệp thì bản thân bạn cần có sự đam mê sáng tạo nè, rồi luôn sẵn sàng học hỏi và tìm tòi cái mới để đáp ứng với cái ngành học của mình. Ngoài ra thì trường còn tổ chức rất nhiều cuộc thi khoa học sáng tạo kỹ thuật, giúp cho sinh viên có thể giao lưu học hỏi, bạn có thể tham gia
để trau dồi thêm kỹ năng và kiến thức của mình. Thì riêng bản thân mình, khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì mình đã tham gia câu lạc bộ sáng tạo khoa học kỹ thuật của trường và thực hiện đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học và nhiều cái đề tài là sáng tạo khoa học kỹ thuật khác và cũng được một vài thành tích. Thì thậm chí nhà trường còn tạo điều kiện cho mình đó là trang bị cho sinh viên một phòng thí nghiệm mở để cho sinh viên có thể khởi sức sáng tạo. Đối với mình đó chính là những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm cho mình sau này khi tham gia thị trường lao động. Xin chào bạn ạ. Dân xin cảm ơn anh Lê Thành Đông ạ. Quý vị và các bạn thân mến, thì hiện nay chương trình của chúng tôi đã nhận được khá nhiều câu hỏi của quý khán giả cũng như là phụ huynh cũng như là các bạn học sinh gửi về cho chương trình thông qua hai số điện thoại. Và hiện nay thì chúng tôi đã nhận được câu hỏi đầu tiên vừa được ghi âm qua điện thoại. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Xin chào chương trình, em tên là Hoàng Tâm, ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân. Các diễn giả cho em hỏi, sau khi tốt nghiệp cái chương trình tiêu chuẩn Cộng hòa Liên bang Đức ngành cơ điện tử, em sẽ nhận được bằng cấp như thế nào? Xin cảm ơn. Vâng, đối với câu hỏi này thì chúng tôi xin mời thầy Nguyễn Đức Tài, trưởng ban công tác chuyển đổi số, giảng viên bộ môn cơ điện tử trường Cao đẳng nghề An Giang sẽ chia sẻ. Chào bạn Quan Tâm, một cái câu hỏi mà rất hay đã gửi đến chương trình. Thì đầu tiên thì chương trình đào tạo cơ điện tử thì chúng ta sẽ đào tạo theo tiêu chuẩn kép. Đào tạo kép thì chúng ta sẽ có hai quá trình học. Thì giúp các bạn có thể hình dung như thế này, tức là chúng ta sẽ vừa học trên ghế nhà trường và vừa học tại doanh nghiệp. Tức là đối với một cái môn học thì các bạn sẽ đi học ở trường một những cái kiến thức và thực hành cơ bản ở xưởng 3 cấp độ mà nhà trường đã trang bị. Sau đó là các bạn lại đến doanh nghiệp để các bạn học tập và cũng như là tiếp nhận các công nghệ tại doanh nghiệp, môi trường doanh nghiệp. Và cuối cùng bạn lại quay ngược lại với trường để chúng ta tổng hợp các kiến thức đó lại. Và đối với ngành cơ điện tử theo tiêu chuẩn của Đức thì chúng tôi có tổng cộng là 12 module và bao gồm tất cả các lĩnh vực như là cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin và tự động hóa. Bên cạnh đó, trong 12 module đó, chúng tôi có cả cái module liên quan đến là hoạch định kế hoạch sản xuất để cho các bạn có thể làm quản lý sản xuất nếu mà các bạn đủ khả năng các bạn làm được vấn đề đó. Thì trong chương trình đào tạo của Đức thì đào tạo ngành cao đẳng thì chúng ta sẽ có là 2 năm rưỡi. Nếu mà các bạn học 2 năm rưỡi thì các bạn sẽ học 10 module đầu. Và nếu các bạn hoàn thành 10 module đầu thì các bạn sẽ được bằng là kỹ sư thực hành theo cái tiêu chuẩn mà đào tạo cao đẳng bình thường. Khi mà các bạn học thêm 2 module cuối là các bạn sẽ thi có một kỳ thi để lấy được cái chứng chỉ của Cộng hòa Liên bang Đức là hoàn thành chương trình của Đức. Thì có nghĩa là nếu bạn học theo cái chương trình đào tạo của Đức thì các bạn sẽ có 2 cái chứng nhận, đó là chứng nhận kỹ sư thực hành, tức là bằng cấp là kỹ sư thực hành, và một cái chứng nhận về hoàn thành tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức, chương trình của Liên bang Đức. Và các bạn cũng yên tâm rằng là thực tế thì như sinh viên của mình hoặc là như bạn Đông bạn chia sẻ thì không thiết là các bạn là phải là có bằng rồi các bạn mới bắt đầu xin việc làm. Thực tế là nhiều doanh nghiệp đã giống như là ngay trong thời điểm mà các bạn học tập và đào tạo kép tại doanh nghiệp thì các bạn đã được nhận vào làm và thậm chí các bạn đã làm có lương nữa. Xin chào bạn Hồng Tâm ạ. Vâng, xin cảm ơn thầy Nguyễn Đức Tài vì những chia sẻ vừa rồi. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời các vị diễn giả đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Chào chương trình, tôi tên là Phong, hiện đang sinh sống tại huyện Chợ Mới và tôi đang là một lao động thất nghiệp. Trình độ của tôi thì chưa được tốt nghiệp cấp 3, chỉ mới vừa học xong lớp 10. Trước đây tôi có đi lao động ở tại Bình Dương, nhưng mà do dịch bệnh Covid-19 nên tôi đã về quê. Và hiện tại tôi đang theo dõi chương trình, nên tôi cũng muốn tìm một ngành nghề nào đó để có thể đi làm được ổn định hơn. Cho tôi hỏi thầy Hải là với trường hợp của tôi hiện tại thì nhà trường mình có các cái chương trình nào tạo phù hợp với điều kiện của tôi hay không? Và nếu như tôi muốn học cái ngành cơ điện tử có trường theo chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức thì liệu có được hay không? Dạ, cảm ơn thầy Hải rất nhiều ạ. Vâng, chúng tôi xin mời thầy. Cảm ơn cái câu hỏi của bạn Thông đến từ huyện Chợ Mới. Trước tiên thì tôi rất là chia sẻ với lại những khó khăn của bạn đang gặp phải trong cái thời buổi đại dịch Covid-19. Và nói về các cái chương trình đào tạo đó thì hiện nay đó là trường đang có cái chương trình với cái sự hỗ trợ của tổ chức GIZ thì trường đang triển khai các cái chương trình ngắn hạn đối với lại người lao động mà bị thất nghiệp
do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thì là theo học cái chương trình này thì chúng ta sẽ có cái thời gian học là từ 2 đến 3 tuần. Và cái chương trình này thì có cái nghề cơ điện tử là cũng là một trong những cái nghề mà nằm trong cái khuôn khổ của cái chương trình đào tạo này. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng là được là nếu bạn là có cái đam mê thì bạn sẽ đăng ký ngay để theo cái học cái chương trình tại trường. Theo học cái chương trình này thì tổ chức GIZ sẽ tài trợ toàn bộ cái chi phí cho chúng ta từ cái việc là kinh phí học cho tới là trợ cấp học bổng và các cái chi phí khác. Cụ thể đó là về học bổng đó, thì các bạn là sẽ được là đối với nam thì sẽ được hỗ trợ là 2 triệu đồng trên một cái khóa đào tạo, đối với nữ thì được hỗ trợ 2,5 triệu. Các bạn còn được hỗ trợ là cái tiền xăng xe để đến cái địa điểm học tập là 375.000 đồng trên một khóa học. Ngoài ra thì các bạn còn được hỗ trợ cái tiền ăn mỗi ngày là 80.000 đồng. Sau khi hoàn thành là khóa học thi kiểm tra xong thì các bạn sẽ được là cấp cái chứng chỉ đào tạo nghề thường xuyên. Thì nếu mà bạn hiện nay là đang làm việc ở Bình Dương mà phải về quê để sinh sống do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì bạn sẽ liên hệ với trường để tham gia cái khóa đào tạo ngắn hạn này. Ngoài ra đó thì như bạn nói là bạn hiện nay là đã tốt nghiệp cái trung học cơ sở, bạn muốn là theo học cái nghề cơ điện tử ở tại trường, thì cái này là nếu bạn có cái đam mê thì cái này là hoàn toàn là được, bởi vì là trường thì có cái đào tạo cái nghề cơ điện tử ở trình độ là trung cấp và trình độ cao đẳng. Đối với trình độ trung cấp thì bạn chỉ cần tốt nghiệp trung học cơ sở là chúng ta có thể theo học được chương trình này rồi. Và trong quá trình là học ở tại trường đối với nghề trung cấp thì hiện nay trường cũng có tổ chức là cái đào tạo cái văn hóa theo cái hình thức là giáo dục thường xuyên, văn hóa của trung học phổ thông theo hình thức là giáo dục thường xuyên. Như vậy thì chúng ta có thể học song song, vừa học nghề vừa học văn hóa, để là sau đó chúng ta có thể thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và chúng ta khi chúng ta có được bằng trung cấp nghề và có bằng trung cấp tốt nghiệp trung học phổ thông thì chúng ta có thể liên thông lên học đại học và học cao hơn. Thì với cái chia sẻ của bạn như vậy thì tôi cũng rất là hy vọng là được là gặp bạn ở tại trường cao đẳng nghề. Trước tiên có thể là tham gia những cái khóa đào tạo ngắn hạn, và sau đó thì là bạn có thể là tham gia học những cái chương trình như là trung cấp, rồi sau đó là liên thông lên là đại học và có thể học cao hơn. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn và chúc bạn thành công. Vâng, xin cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Hải rất nhiều ạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi của một vị khán giả gọi về chương trình ạ. Xin chào chương trình ạ. Em tên là Kim Nhi ở huyện Chợ Mới ạ. Em xin hỏi doanh nghiệp dược phẩm Arimex Farm là về nhu cầu tuyển dụng. Em là nữ thì đặc biệt là ngành cơ điện tử thì có các vị trí nào thuộc ngành cơ điện tử cho em không ạ? Em xin cảm ơn chương trình ạ. Xin chào bạn Kim Nhi đến từ huyện Chợ Mới. Câu hỏi của bạn là cũng đang là nỗi trăn trở của rất là nhiều bạn nữ định theo học cái khối kỹ thuật, đặc biệt là về cái ngành cơ điện tử. Thì nhiều người có cái nhìn chưa có đúng về cái khối kỹ thuật, đặc biệt là về cái ngành cơ điện tử. Thường là chúng ta quan niệm đó về cơ điện tử hoặc là kỹ thuật đó là phải tốn rất là nhiều sức lực, mình liên tưởng đến máy móc thiết bị nặng nhọc. Nhưng thực tế cái quan niệm đó đối với cái thời điểm hiện tại đó là chưa có đúng. Thì hiện nay đó hầu hết những cái dây chuyền máy móc sản xuất của chúng ta đó là tự động hóa rất là cao. Chúng tôi đó là cần những cái lao động nó có tính tỉ mỉ cao, rồi không yêu cầu đòi hỏi về cái sức khỏe quá nhiều, mà cần về sự khéo léo nè, về sự tinh nhạy. Những cái đặc điểm này là các bạn nữ nổi trội hơn các bạn nam rất là nhiều. Các bạn nữ sau khi tốt nghiệp các ngành kỹ thuật thì thường là có cái cơ hội việc làm cao hơn nam giới rất là nhiều lần. Nó ngược lại với cái nỗi lo của mấy bạn đó. Thì hiện nay công ty cổ phần dược phẩm Agrimed Farm chúng tôi và những doanh nghiệp khác đang rất cần cái nguồn lao động nữ học cái ngành cơ điện tử.
thì các bạn nữ học ngành cơ điện tử sau khi tốt nghiệp ra trường thì được công ty hướng đến các cái vị trí như là vị trí nhân viên thiết kế, nhân viên vận hành những cái dây chuyền tự động hóa, các bạn đảm nhận những cái công đoạn chủ yếu là vận hành là bằng phần mềm, rồi quản lý hồ sơ máy móc kỹ thuật. Mến chào bạn. Nhưng xin cảm ơn ông Nguyễn Phước Duy về những chia sẻ vừa rồi, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một vị phụ huynh gọi về cho chương trình ạ. Xin chào các vị khách mời, tôi tên là Hậu ở Chi Tôn, thì tôi cũng có con năm nay nó cũng học 12 rồi. Tôi xem chương trình thấy là tỉnh An Giang mình đó là có cái chương trình đào tạo mà theo cái chuẩn của Đức á. Tôi thấy hay, tôi thấy cái chương trình đó rất hay. Con trai tôi cũng có cái niềm yêu thích với cái ngành điện tử này nè. Mà gia đình tôi thì cũng không có cái điều kiện cho các cháu nó ở xa. Vậy thì tôi xin hỏi thầy Hải về cái vấn đề mà học phí á, trường có ưu tiên cho các học sinh khó khăn không? Có tạo điều kiện cho các học sinh giỏi không? Có việc làm mà sau khi ra trường không? Và tôi cũng xin hỏi đại diện công ty Agimed Farm là có chương trình tuyển dụng hỗ trợ cho những cái học sinh mà nó có hoàn cảnh khó khăn không? Tôi xin cảm ơn chương trình ạ. Với câu hỏi của chú Hậu ở huyện Tri Tôn thì Minh Nguyên tin chắc là đây là câu hỏi không chỉ của riêng chú Hậu mà còn của rất nhiều phụ huynh đang rất là trăn trở khi muốn đến tham gia cái ngành học ở trường của chúng ta. Và để giải đáp thắc mắc của chú Hậu thì trước hết thì Minh Nguyên xin mời phần trả lời của thầy Nguyễn Thanh Hải ạ. Xin cảm ơn cái câu hỏi của anh Hậu. Thì phải nói rằng là như bạn Minh Nguyên, MC Minh Nguyên đó, là vừa có cái trao đổi thì cái câu hỏi của anh Hậu là trăn trở, thì nó cũng là cái nỗi trăn trở của nhiều cái phụ huynh. Và qua cái câu hỏi này thì tôi xin được chia sẻ như thế này. Hiện nay thì tại trường Cao đẳng Nghề An Giang thì chúng tôi là có rất nhiều cái chương trình học bổng để hỗ trợ cho là những cái sinh viên vào học mà có cái nỗ lực vươn lên trong học tập và là có cái thành tích đó là xuất sắc trong cái thời gian học ở tại trường. Thì cái đầu học bổng này là gọi là cái học bổng là khuyến tài đó. Và ngoài ra thì là nhà trường cũng có cái học bổng, những cái suất học bổng để mà hỗ trợ cho những cái em học sinh, sinh viên mà có cái hoàn cảnh khó khăn nhưng là có cái nỗ lực vươn lên để học tập. Do vậy mà là nếu là các em học sinh mà có cái đam mê vào học nghề mà mình là có cái điều kiện mà khó khăn đó thì ở nhà trường đó là hoàn toàn là có những cái chính sách để hỗ trợ cho các bạn để đeo đuổi cái đam mê của mình. Ngoài những cái suất học bổng của nhà trường và của các cái mạnh thường quân thì là trong cái chương trình vay vốn của từ cái nguồn của chính phủ đó thì là chúng ta học sinh còn có thể là để vay vốn trong cái quá trình đó là để là theo học. Do đó thì là tôi nghĩ rằng là không phải là quá là lo đến cái vấn đề là học phí khi là theo học ở trường cao đẳng nghề. Thì trong cái quá trình học thì chúng tôi là có cái phòng công tác học sinh sinh viên quan hệ doanh nghiệp và hợp tác quốc tế, thì cái phòng này là cái phòng chuyên chăm lo về chế độ chính sách đối với lại người học. Thì trong cái quá trình học mà nếu là học sinh sinh viên có cái khó khăn liên quan tới cái vấn đề là tài chính thì có thể là liên hệ với lại cái bộ phận này để là có thể là hỗ trợ cho các em trong cái quá trình học. Xin cảm ơn cái câu hỏi của anh Hậu ở Chợ Mới. Tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Phước Duy ạ. Xin chào anh Hậu. Nếu con anh là học sinh giỏi thì khả năng là trong thời điểm con anh học tại doanh nghiệp là đã được nhận vào làm việc luôn rồi, là con anh có khả năng là trong thời gian học là cũng có tiền lương để hỗ trợ một phần cho gia đình rồi. Đặc biệt nếu em này là hoàn cảnh khó khăn nữa thì công ty sẽ tạo điều kiện cho em mà có cơ hội ở lại công ty nhiều hơn những bạn khác. Về cái vấn đề mà việc làm của các bạn đó thì đây là cái trăn trở của hầu hết những cái phụ huynh khi mà mình cho con em mình đi học nghề. Thì với cái chương trình đào tạo các này đó thì quý phụ huynh an tâm là khi con mình tốt nghiệp đó là các bạn đã là một lao động có tay nghề rồi. Thường là chúng ta thấy những công ty tuyển dụng á, người ta hay là
tuyển dụng chứng chỉ ABC gì đó, kèm theo ở phía dưới là ưu tiên ứng viên đã có tay nghề lao động hoặc là đã từng làm việc tại công ty thời gian bao lâu. Thì những cái sinh viên theo chương trình đào tạo kép khi ra trường, các bạn đã có tay nghề rồi thì các bạn sẽ được ưu tiên tuyển dụng hơn những bạn học theo những cái chương trình thường. Xin mến chào anh Hậu. Thì cho tôi xin tiếp lời của anh Phước Di á. Tôi xin chia sẻ thêm về cái các suất học bổng hỗ trợ từ phía nhà trường trong quá trình tôi học tập tại trường Cao đẳng Nghề An Giang. Thì trường có học bổng như là khuyến khích học tập dành cho sinh viên có thành tích cao trong học kỳ, hoặc là các học bổng ATV tiếp bước đến trường và còn nhiều các học bổng khác. Thì các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thì cứ yên tâm học tập tại trường Cao đẳng Nghề An Giang. Nhân xin đặc biệt cảm ơn sự chia sẻ của ba vị diễn giả vừa rồi đã giúp cho chú Hậu cũng như là quý phụ huynh an tâm hơn về công tác đào tạo nghề của trường, việc chọn ngành của con em mình cũng như là vấn đề học phí và việc làm sau khi con em mình ra trường. Thưa quý vị và các bạn, công tác đào tạo nghề luôn gắn với hoạt động sản xuất thông qua hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động. Đây là xu hướng đào tạo mà các nước đang phát triển trên thế giới ưu tiên thực hiện rộng rãi, đặc biệt là Cộng hòa Liên bang Đức và trường Cao đẳng Nghề An Giang hợp tác với chương trình hợp tác Việt Đức đổi mới đào tạo nghề Việt Nam để triển khai các chương trình đào tạo phối hợp theo chuẩn Cộng hòa Liên bang Đức với ngành cơ điện tử đã có những kết quả tích cực trong quá trình hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho sinh viên có được việc làm, cơ hội sau khi tốt nghiệp. Và đến đây thì chương trình tọa đàm trực tiếp đổi mới đào tạo nghề tại trường Cao đẳng Nghề An Giang do trường Cao đẳng Nghề An Giang, chương trình hợp tác Việt Đức phối hợp cùng Đài Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị phụ huynh và các em học sinh nếu có thắc mắc, chúng ta có thể gửi trực tiếp về fanpage của trường Cao đẳng Nghề An Giang, chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Và một lần nữa xin cảm ơn các vị diễn giả đã tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình. Xin kính chào tạm biệt.